Myanmar ca ngợi Việt Nam về phòng chống dịch Covid-19. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Cố vấn nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi khẳng định Việt Nam truyền cảm hứng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Theo tờ Myanmar Times, ngày 27 tháng 4, cố vấn nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã lên tiếng ca ngợi công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả tại Việt Nam. Bà bày tỏ hy vọng Myanmar sẽ học hỏi cách Việt Nam kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19, mặc dù đất nước bà còn hạn chế về nguồn lực. Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi ca ngợi Việt Nam đã hành động nhanh chóng và quyết đoán, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện hữu và huy động toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bà Aung San Suu Kyi còn nói rằng Việt Nam thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh là xứng đáng để các nước học hỏi theo. Tại Việt Nam, mọi biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đều rất hiệu quả. Cho đến nay, chỉ có hơn 200 ca nhiễm Covid-19, bà nhấn mạnh. Myanmar cũng đang áp dụng các biện pháp cách ly các làng, khu dân cư, tòa nhà có người nhiễm Covid-19, đồng thời nhanh chóng truy tìm những người tiếp xúc với người bệnh để đưa vào khu vực cách ly, theo tờ Myanmar Times. Cho đến nay, biện pháp trên dường như có hiệu quả vì hầu hết trong số 146 bệnh nhân Covid-19 ở Myanmar đã được cách ly khi họ cho kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins Mỹ, Myanmar đã có 5 ca tử vong vì Covid-19. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!